Tại Nghệ An vào lúc hơn 11 giờ ngày 29 tháng 6, một xe tải cẩu vướng dây điện phát lửa và bốc cháy tại xóm Yên Thịnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an Nghệ An đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 điều động phương tiện và lực lượng nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy. Vụ tai nạn đã khiến lái xe cẩu tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.